Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1981, chủ kênh YouTube Bích Thủy TV, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Thị Bích Thủy sinh năm 1981, chủ kênh YouTube và trang Facebook Bích Thủy TV, tự giới thiệu mình là phóng viên và thông tin về việc Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý bãi giữ xe. Thủy tự nhận có mối quan hệ thân thiết với giám đốc bệnh viện, nên ai muốn đấu thầu sẽ lo giúp với số tiền 500 triệu đồng. Một số người tin lời Thủy đã tham gia đấu thầu và đưa trước cho Thủy 300 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Thủy trả lời không giúp được nhưng không trả lại tiền. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận vụ việc đã điều tra hành vi phạm tội của đối tượng Bích Thủy. Hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo không thừa nhận nhưng căn cứ hồ sơ, chứng cứ vụ án, kết quả tranh tụng công khai tại tòa đã có đủ cơ sở kết luận như cáo trạng truy tố, tuyên phạt Bích Thủy 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng đồng thời đề nghị công an huyện Bình Chánh tiếp tục làm rõ hành vi của những người đưa và nhận số tiền trên. Trước đó năm 2011, Nguyễn Thị Bích Thủy bị Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và cho hưởng án treo.